Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá MU ngày hôm nay, ngày 12 tháng 3 năm 2024 cùng kênh Kim Thành Vlog. Greenwood không về. Cập nhật vụ MU quan tâm Zidane. MU muốn đổi Sancho lấy 3 ngôi sao Dortmund. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá MU ngày hôm nay cùng kênh Kim Thành Vlog thưa quý vị. Greenwood không về. Theo báo cáo từ Tây Ban Nha, Mason Greenwood đã quyết định sẽ không quay trở lại MU trong tương lai, bất chấp việc Sir Jim Ratcliffe đã gợi ý rằng anh hoàn toàn có thể trở lại. Theo người đại diện của Greenwood, tiền đạo người Anh đã quyết định ở lại Tây Ban Nha để phát triển sự nghiệp khi mà sự quan tâm từ Barca và Real đang là rất lớn. MU sẵn sàng tạo bom tấn với sao Bayern. Theo GMS, đội chủ sân Old Trafford đang dành sự quan tâm đặc biệt cho chân sút người Anh. Dù Ramos Højlund đang thể hiện phong độ khá ấn tượng, tuy nhiên Manchester United vẫn cần có thêm sự bổ sung cho hàng tiền đạo để san sẻ gánh nặng cho chàng tân binh người Đan Mạch. Nhiều khả năng họ sẽ tìm cách chia tay Anthony Martial để đưa về một cái tên mới. Trên thực tế, Man U đã xem xét vài tiền đạo tiềm năng, thậm chí theo GameSpot, tập đoàn tỷ phú còn chốt xong mục tiêu hàng đầu. Nhật báo trên cho hay, Manchester United sẽ làm mọi thứ có thể để ký hợp đồng với Harry Kane nếu tiền đạo người Anh được Bayern Munich giao bán vào hè này. Kane chỉ vừa đến Bayern Munich vào kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái. Tuy nhiên trước những biến động của đội bóng nước Đức, khi họ gần như sẽ đánh mất chức vô địch Bundesliga vào tay Bayer Leverkusen, cộng thêm việc Thomas Tuchel tuyên bố rời đi vào cuối mùa giải, giờ đây tương lai Harry Kane đã trở thành chủ đề nhận về nhiều sự quan tâm. Trong trường hợp thủ quân Tam Sư muốn tìm kiếm bến đỗ mới, Man U sẽ tìm cách đưa anh trở lại Premier League. Man United muốn đổi Sancho lấy 3 ngôi sao Dortmund. Theo thông tin từ Bild, MU đang lên kế hoạch trao đổi tiền đạo Jadon Sancho với 3 cầu thủ của Borussia Dortmund. Man United chuẩn bị trải qua kỳ chuyển nhượng hè 2024 tương đối bận rộn bởi đồng sở hữu đội bóng Sir Jim. Chuẩn bị lên kế hoạch thanh lọc đội hình, những cái tên không còn nằm trong dự định tương lai sẽ bị vị chủ tịch 71 tuổi đào thải ngay lập tức. Và một trong những cái tên nằm trong danh sách này chắc chắn là Sancho, người đã rời đội chủ sân Old Trafford để gia nhập Dortmund trong phiên chờ đông 2024 vừa qua theo bản hợp đồng cho mượn đến cuối mùa, bởi mâu thuẫn không thể hàn gắn với huấn luyện viên Erik ten Hag. Thậm chí thông tin mới đây từ Bild còn khẳng định MU sẽ tìm cách trao đổi Sancho với 3 ngôi sao khác của Dortmund nhằm tối ưu lợi nhuận kiếm được từ thương vụ này. Theo đó, ba cầu thủ được Quỷ Đỏ nhắm tới là bộ đôi hậu vệ Nico và Julian Ryerson, cũng như tiền đạo trẻ đăng lên trong thời gian gần đây Ajemi. Về phần Dortmund, cũng bày tỏ khao khát mua đứt Sancho ở thị trường chuyển nhượng hè 2024 dù thời gian gần đây. Ngôi sao người Anh không có phong độ tốt khi chân sút sinh năm 2000 mới chỉ ghi được một bàn thắng, đồng thời cung cấp hai đường kiến tạo, giúp đồng đội lập công sau 12 lần ra sân trên mọi đấu trường. Man U để mắt đến báu vật của Real Sociedad. Theo tờ Sports của Tây Ban Nha, Manchester United đang theo dõi chặt chẽ màn trình diễn của tiền vệ Mikel Merino. Man U dự kiến sẽ tăng cường nhân sự cho hàng tiền vệ vào mùa hè này, trong bối cảnh Amrabat sắp trở lại Fiorentina khi kết thúc hợp đồng cho mượn, còn tương lai của Casemiro đang bị nghi ngờ do sự sa sút phong độ của tiền vệ người Brazil. Theo báo chí Tây Ban Nha, Mikel Merino đang nằm trong tầm ngắm của Man U. Huấn luyện viên của Real Sociedad đã gọi cầu thủ 27 tuổi này là cầu thủ xuất sắc nhất La Liga vào tháng 9 và tháng 10 năm 2021. Trong khi nhiều người còn nghi ngờ tuyên bố đó, thì không thể phủ nhận rằng Merino là một trong những tiền vệ hàng đầu La Liga trong những năm gần đây và anh có thể giúp cải thiện chất lượng chơi bóng ở khu vực trung tuyến Man U. Những đội bóng như Manchester City, Juventus và Atletico Madrid cũng đang theo sát thương vụ. Mặc dù anh có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu euro, nhưng các đội bóng khác muốn mua anh với giá rẻ hơn khi anh chỉ còn hơn một năm hợp đồng với Real Sociedad. Ten Hag ở lại. Theo nguồn tin từ những nhà báo thân MU, ông chủ Sir Jim Ratcliffe mới đây đã thông báo với huấn luyện viên Erik ten Hag về cuộc họp riêng giữa huấn luyện viên với hội đồng chủ tịch câu lạc bộ trong tuần tới. Cuộc họp sẽ xoay quanh các vấn đề về mùa giải mới, chủ yếu là kế hoạch và mục tiêu chuyển nhượng của đội bóng trong mùa bóng 2024-2025. Điều này đồng nghĩa với việc Erik ten Hag sẽ tiếp tục giữ vị trí huấn luyện viên trưởng của MU ít nhất là sang mùa giải mới, trước khi có một quyết định nào khác được đưa ra. Vâng, và trước khi tiếp tục video thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Hành động lạ, một cái tên coi như rời Manu. Daily Mail xác nhận động thái kỳ lạ của sao Manchester United trong bối cảnh anh đối diện tin đồn ra đi. Amad Diallo được kỳ vọng gây ấn tượng với Erik ten Hag sau thời gian cho mượn cực kỳ thành công ở Champions League với Sunderland vào mùa trước. Cụ thể, anh ghi 14 bàn thắng và đóng góp 4 đường kiến tạo. Song hung tin ập đến khiến tuyển thủ bờ biển Nga đã buộc phải bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải vì chấn thương đầu gối. Amad mới chỉ thi đấu 46 phút tại Premier League 2023-2024. Amad chỉ ra sân 3 lần trên mọi đấu trường mùa này, tất cả đều chơi ở vị trí cánh phải. Trong bối cảnh đối diện tin đồn chia tay sân Old Trafford, cựu cầu thủ Atalanta thực hiện động thái khiến dư luận bất ngờ. Theo Daily Mail, Amad đã xóa bất kỳ thông tin nào liên quan đến Manchester United trên tài khoản mạng xã hội của mình. Tài khoản cá nhân trên X còn xuất hiện dòng tất cả sẽ kết thúc. Hợp đồng của Amad với Man U có thời hạn đến mùa hè năm 2025.
với hàng loạt diễn biến xảy ra. Không bất ngờ nếu cầu thủ sinh năm 2002 nói lời chia tay sân Old Trafford sau mùa giải này. Cập nhật vụ MU quan tâm Zidane. Ký giả Fabrizio Romano lên tiếng về thương vụ được liên kết với MU là Zidane. Tháng trước, tờ Foot Mercato của Pháp cho hay huấn luyện viên lý tưởng đối với chủ sở hữu mới của MU là Zidane. Lúc này, Erik ten Hag đang phải chịu áp lực rất lớn. Lý do là đội bóng của ông đã thi đấu kém hiệu quả. Tỷ phú người Anh, Slim bắt đầu quá trình tái cơ cấu tại Old Trafford sau khi tiếp quản 25% cổ phần của MU. Giám đốc điều hành của vị tỷ phú được cho là ngưỡng mộ Zidane. Trước đó, ông từng cố gắng bổ nhiệm huyền thoại người Pháp khi còn làm việc ở PSG. Tuy nhiên, MU vẫn còn là một mớ hỗn độn. Khi có quyền chọn một bến đỗ tốt hơn, hẳn Zidane sẽ có nhiều lý do để không tới Old Trafford. Mới nhất, ký giả Fabrizio Romano tiết lộ, hiện tại vẫn chưa có bất kỳ mối liên hệ nào giữa Zidane và MU. Lúc này, không có gì xảy ra cả. Zidane được cho là đang chờ công việc ở tuyển Pháp. Sau Euro 2024, có thể ông sẽ được toại nguyện. MU quyết định tương lai của Mason Mount. Mason Mount đến MU với mức phí chuyển nhượng 60 triệu bảng. Tuy nhiên, tiền vệ này lại mang đến nhiều thất vọng. Anh không thường xuyên tỏa sáng, chưa kể còn nhiều lần ngồi ngoài vì chấn thương. Nhưng theo tờ Give Match Sport tiết lộ, MU sẽ không đưa cầu thủ này lên thị trường chuyển nhượng, dù họ có kế hoạch đại tu đội hình. Đội chủ sân Old Trafford muốn kiên nhẫn với Mount. Tỷ phú Jim Ratcliffe và các cộng sự của ông tin khi Mount hoàn toàn khỏe mạnh, anh có thể đóng góp nhiều cho Quỷ Đỏ. Newcastle United bắt đầu tìm kiếm người thay thế Jan Aquok. Newcastle đã bắt đầu quá trình tìm kiếm giám đốc thể thao mới khi có tin đồn Jan Aquok sẽ tới MU. Câu lạc bộ đã chiêu mộ Bergson nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới để dẫn đầu quá trình tuyển dụng. Theo Sky Sports, những sự thay thế có thể bao gồm cựu huấn luyện viên Mitchell, cựu giám đốc thể thao của Monaco. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng chuyển nhượng bóng đá hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.